Ủa, 350, 400, 440, 380. Ồ, đã chưa? Hello, xin chào các bạn, mình là Harry của Leo Anime Community. Và đầu năm mới thì mình xin chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng mà sự như ý. Và cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho video 500 cộng thánh di vật ở trên này của Hu Tao. Video đó được 7.000 view hiện tại. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ ủng hộ cái video tiếp theo và cái video đó nữa ha. Và cũng trong video đó thì có rất nhiều bạn hỏi mình là: "Anh ơi, vậy anh build Hu Tao sao vậy anh?" Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video để giải đáp thắc mắc và showcase luôn cả đồ hình Hu Tao 4.4 Fit San Yun. Ok, đầu tiên thì trước khi chúng ta bắt đầu với đội hình mới này thì chúng ta bắt đầu đi ngược về đồng hồ đội hình cũ trước. Đội hình cũ trước 4.4 là 4.2, chúng ta đã có sự góp mặt của Furina Thủy Thần. Thì với cái form Thủy Thần chúng ta có hai đội hình dành cho Hu Tao. Một là đội hình Furina Bennett. Đây, Furina Bennett Hu Tao Yelan. Hoặc là đội hình mà mình đã xài đó chính là Furina Mona Hu Tao Yelan. 4.4 này chúng ta đẩy Mona đi, chúng ta đẩy Bennett đi, chúng ta thêm một nhân vật mới, đó là San Yun. Đó, bà cò bước vào đội hình. Thì đội hình này giúp cho Hu Tao làm cái gì? Giúp cho đội tao thay đổi luôn toàn bộ lối chơi. Bởi vì trước 4.4 Hu Tao là một nhân vật trọng kích, trọng kích và tuyệt chiêu combo chính vẫn là đó, trọng kích đứng, trọng kích đứng. Hoặc là nếu các bạn có C1 thì các bạn cứ vậy thôi, đúng không? Mình thì không giỏi cái phần trọng kích spay lắm. Còn khi 4.4 thì Hu Tao làm được gì? Chúng ta sẽ bắt đầu showcase thử ha. Sau khi mà các bạn chơi Hu Tao rồi là các bạn sẽ không bao giờ thích chuyện nhân vật mình đầy máu đâu, mà nói thiệt. Ok, lần sau gặp lại, lần sau nào ấy. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là nạp trước nè. Mình nạp. Rồi. Nổ này, bắt đầu nổ Hu Tao. Ô ô ô ô ô. 350, 400, 440, 308. Ù, đã chưa? Tự nhiên mỗi lần tôi có khi đá mình có một cái quy. Mà con quái nó chết trong vòng 3 đòn. Đúng không? Rồi. Rồi. Vậy thì đội hình này có cái gì? À, đầu tiên chúng ta có Furina. Furina sẽ giúp cho các bạn búp 75% sát thương, 100% sát thương C1 và 124% sát thương C3. À, sát thương này sát thương mọi thứ cực kỳ mạnh. Ngoài ra thì đội hình mình cũng có một công khai đi suốt để làm gì đối với Furina, để tăng thêm 100 tinh thông cho người. À, bà có với trấn. À, thật ra các bạn cũng không cần trấn lắm, các bạn cũng có thể sử dụng con người tiên hệ cũng được. À, C0 cũng được nhá, C0 cũng được nhá, C1 được hơn, được hơn, C2 được nhất. À, không lên C3, lát mình nói tại sao không lên C3. Hu Tao trong trường hợp này các bạn có thể sử dụng C0 được, bởi vì chúng ta không cần nhất thiết phải trọng kích nữa. Cho nên là C1 không còn là một cái gì đó nó cần thiết. C2 cũng vậy, C3 cũng thế. C3 chỉ tăng đam thôi. Đó. Và cuối cùng là Yelan. Yelan thì sẽ cầm thở dài vô tận để có thể búp thêm 100 tinh thông cho cả team. Chủ yếu là Hu Tao. Và cung mệnh thì cung mệnh 1 để có 2 E và cung mệnh 2 để có thêm một tia để chúng ta bắn xua. Cái này là đội hình cũ. Thậm chí bây giờ các bạn cũng có thể sử dụng C0 cũng được. Ok. Rồi, điểm lợi của đội hình này đầu tiên đó chính là việc Hu Tao các bạn thay đổi lối chơi. Thì khi Hu Tao các bạn thay đổi lối chơi thì các bạn mê Hu Tao hơn, mê cách đánh mới, các bạn không chán.
Và cái thứ hai là lượng sát thương khủng khiếp. Mình không cần phải nói lượng sát thương khủng khiếp cả nào rồi, đúng không? Các bạn cũng vừa thấy rồi. Rồi, về đội hình build á, về cách combo á, thì như cái video hồi nãy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bắt đầu trong việc nạp cho tất cả các nhân vật trước. Cái này cực kỳ quan trọng khi bạn phải mở hết tất cả các nổ của nhân vật lên và gần như cùng lúc. Bởi vì toàn bộ nhân vật đều làm 18 giây cooldown. Hiệu lực sẽ là từ 15 đến 18 giây. Furina sẽ là 18 giây hiệu lực và 15 giây cooldown. Zela là 15 giây hiệu lực, 18 giây cooldown. Đó, Senjun cũng như vậy luôn. Senjun ở chiêu quy của Senjun là 16 giây hiệu lực, 18 giây cooldown. Và Hu Tao là 9 giây hiệu lực, 16 giây cooldown. Có nghĩa là các bạn thấy có một khoảng thời gian 16, 18. Nó cứ như vậy. Cho nên là khi các bạn lệch rotation, tức là các bạn có quy Furina nhưng mà chưa có mấy quy còn lại, thì các bạn sẽ rất khó thực hiện combo. Combo này sẽ bắt đầu bằng việc 3 quy của Furina, của Senjun và của Zeylan phải được kích hoạt cùng lúc. Đấy. Và theo thứ tự như sau nè. Quy Furina trước, quy Zeylan, rồi cuối cùng quy Senjun, sau đó là Hu Tao. Và xong. Đó. Rồi. Một số lưu ý cho đội hình này. Đầu tiên là Senjun. Thì Senjun của các bạn phải hạn chế, thậm chí là đừng nâng quy. Đừng nâng quy. Lý do hiêu nhiều quá vậy thôi. Cái lượng đây các bạn có thể thấy là tự nhiên đầy cây rồi. Chưa kịp làm gì hết đã xong đây. Chưa kịp đầy cây rồi, mất đi cái phần sát thương cộng thêm của Hu Tao rồi. Đúng không? Mà dù nó chỉ là 33% sát thương và một lượng tấn công ở trụ hộ ma, nhưng mà thà có phần tốt hơn, đúng không? Cho nên là các bạn cố gắng đừng nâng quy, để quy level 1 cũng được. Heal nặng lắm rồi. Và vì heal nặng lắm cho nên nó cũng kích luôn cả cái thiên phú của điệu vang vô tận của Furina luôn. Đàn heal tiếp. cho nên là cái lượng heal là rất nhiều nha. Cho nên là các bạn, nếu như các bạn chơi Hu Tao thì các bạn cố gắng giúp mình là đừng như mình nâng lên level 4, cái này là lỗi. Đúng không? Các bạn để quy level 1 các bạn nâng E thôi là được rồi. Không sao ha. Rồi. Ok, về đồ đạc. Chúng ta sẽ đi từ từng con một. Đầu tiên là Furina. Furina trong team này chúng mình đã nói là dùng Khani Suit để 100 tinh thông. Các bạn nào mà không có Khani Suit có thể suy nghĩ đến răng nanh rỉ sét. Đây là cây thứ hai. Nhưng mà vì cây này là cây event trong banner 1.2 của Albedo. Rất ít bạn sau, nếu như các bạn không chơi từ đầu thì không có cây này được. Cho nên là nếu như các bạn không có cây này thì các bạn có thể bắt về cây Tây Phong, kiếm Tây Phong, cây Phong kiếm. Đó, thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Đó. Còn nếu best thì là Khai Ni Suit. Ở đây thì mình không khuyến khích các bạn dùng trấn. Đối với mình, trấn của Furina không mạnh tới mức như vậy. Đó. Và trong cái trường hợp mà khi các bạn hỗ trợ cho Hu Tao á thì Khai Ni Suit nó sẽ làm tốt hơn. Ok. Thế thì vũ khí hay là Khai Ni Suit, Thánh Di Vật sẽ là Đại Kịch Hoàng Kim. Ok. Đại Kịch Hoàng Kim này thì các bạn nên cố gắng là để cho cái nạp tầm 180-190, tỷ lệ bạo tốt 60-70, để cho có đam nữa, bởi vì Furina không phải là một nhân vật không no damage. Đó, có đam. Và tiếp theo sẽ là cung mệnh thì zero được, cung mệnh không được. Cung mệnh 1 sẽ tốt hơn cung mệnh không ở về mặt sát thương. Cung mệnh 2 sẽ tốt hơn nữa về mặt kích. Thật ra là mình nghĩ là C1 đã đủ, C0 đã đủ rồi để cho kích full nội tại rồi. C3 thì lên 124%. Đó. Còn một cung mệnh là gia tăng một sát thương thôi. Thiên phú thì các bạn nâng E và Q. Đó. Rồi, tới Zeylan. Zeylan trước ha. Zeylan thì thở dài để tăng 100 tinh thông.
Còn nếu các bạn không thích thở dài, các bạn thích đam cho dây lăn nhưng phí được. Né cái R3 này ra nhé. R1 được đấy, được rồi. R3 là tai nạn. Còn nếu không thì các bạn cứ bắt về một cây tây phong. Cứ đẩy về tây phong cho mình. Nếu các bạn cảm giác mình thiếu nạp quá, thánh di vật sẽ là dấu ấn ngăn cách. Bởi vì chủ yếu đam của dây lan sẽ là đam quy. Thánh di vật sẽ là đam quy. Và các bạn chú ý giúp mình, nạp của dây lan nên cao, tầm 240 đổ lên. Để làm gì? Để dây lan sẽ là đứa nạp cho cả tim, cho cả Furina, cho cả chính nó, cho cả bà cò nếu thích cũng được. Tiếp theo sẽ là Sanjun. Thì Sanjun thì cốt nhất vẫn là trấn, đúng không? Sau trấn sẽ là con người tiên hệ. Đây vẫn là một vũ khí event với một cái lượng tấn công tốt và có cả 48% nạp cho Sanjun sau khi kỳ chuyển E, cực kỳ hợp ha. Tuy nhiên con người tiên hệ này á, thì là vũ khí event cho nên là hơi khó cho các bạn nào mà không sử dụng event, không làm event để có, thì các bạn có thể ngược lại trở về tây phong đúng không, trở về tây phong. Hoặc nếu các bạn muốn giải lập C1 mạnh chừng tới lệ, tất nhiên là vì như vậy nó sẽ làm giảm đi tấn công căn bản dẫn đến giảm búp, nhưng mà không sao ha, giảm búp đi nhưng mà không sao, nó vẫn sẽ tốt. Ok, về thánh di vật thì trong team này thì mình sử dụng bóng hình màu xanh để có thể giúp cho Sanjun có thể tạo ra khuếch tán thủy và khuếch tán hỏa. Ở đòn khi mà Hu Tao chọc á thì nó sẽ có một cái đòn hỏa xuống và ngay sau đó sẽ là đòn là đòn quy của Sanjun luôn, cho nên bạn sẽ có luôn cả giảm kháng hỏa nữa. Đó. Và tất nhiên bởi vì mình có hai con thủy cho nên bị giảm kháng thủy cực kỳ dễ. Dẫn đến là tăng lên sát thương của Furina nè, tăng sát thương của Zelan nè, tăng sát thương của Hu Tao nè. Đó. Còn nếu như các bạn không có bóng hình màu xanh ngon thì các bạn có thể sử dụng set mix hai tấn công. Ha. Chỉ số thì tất nhiên là độ tấn công hết rồi. Và nạp của các bạn ở C0 thì các bạn nên để nạp tầm 180-190. Đó là nếu còn con người liên hệ. Còn nếu không có con người liên hệ thì nên cao hơn một chút, khoảng 201-202 để cho Sanjun có thể nạp tốt. Ideal nhất là một E một Q, tức là bạn làm cách nào đó không cần biết để bạn có Q sau 18 giây à, các bạn được thì nó sẽ là ideal nhất. Rồi còn lại là các bạn búp thẳng vào tấn công cho mình. Khi các bạn đã thỏa mãn được vấn đề nạp thì các bạn búp thẳng vào thứ cho tấn công luôn là ok. Đó. Về cung mệnh thì như mình nói hồi nãy, C0 được, C1 tốt hơn, C2 tốt nhất. Các bạn vẫn có thể chơi với C0, các bạn có thể chơi Furina C0, Sanjun C0, Hu Tao C0, Zelan C0, được. Tất nhiên là lượng sát thương đầu ra sẽ không phải là 400 mấy mà có thể quay về là khoảng 300 hơn, nhưng nó hoàn toàn cao hơn 180 của đội hình trọng kích thuần túy. Đó. Rồi thế thì sẽ có bạn hỏi là anh ơi Zelan em không có thì sao? Thì không có Zelan mình vẫn bắt về được. Ok, chúng ta sẽ về với Xin ở khu vực này. Tương tự thôi, Xin vẫn sẽ là Xin tế lễ bình thường. Đây Xin kêu sẽ là Xin tế lễ. Thánh di vật vẫn sẽ đoài kênh hoàng kim được hoặc dấu ấn tùy các bạn. Mình đang để đoài kênh hoàng kim cho Xin kêu E. À, cung mệnh sẽ phải là cung mệnh 6. À, nạp thì tất nhiên ưu tiên về nạp 195 ở đây bởi vì chúng ta đang chơi tế lễ ha. Rồi còn các bạn cũng hỏi luôn, anh ơi giờ em không có đi lúc em không có Hu Tao, em chơi đi lúc được không? Được,
ổn luôn. Thậm chí đây là một cái búp cực kỳ mạnh cho Deluxe luôn. Để mình showcase cho các bạn thử con Deluxe như thế nào ha. Chúng ta sẽ chờ bây giờ làm. Và cái hay của cái đội hình này nó không ke về máu nữa, đúng không? Không ke về máu nữa thì cứ chuyển chiêu thôi. Vẫn là nạp nè. Nạp là một cái cực kỳ quan trọng trong team này, bởi vì hầu hết các nhân vật trong đội hình đều phụ thuộc vào chiêu quy. Chúng ta bật quy lên nè. 296 đó, đam to kinh khủng, kiếm chó R2, hoặc các bạn có thể đẩy về ly cốt R5 luôn cũng được, được luôn, tùy đó. Thắng như bột cũng ma nữ thôi, không có gì hết đó. Còn về chỉ số của Hu Tao, nãy mình quên nói, chỉ số của Hu Tao ma nữ, mình chơi Hu Tao ma nữ, các bạn có thể sử dụng Hu Tao hoàng kim cũng được. Hu Tao chơi bộ đâu rồi nhỉ? Hu Tao chơi bộ giống ông hoàng kim với tăng 230 tinh thông cũng được. Được hết. Nhưng mà cố gắng là đừng không phải Hu Tao hồi ức nha. Hu Tao sẽ không chơi hồi ức trong phiên bản này bởi vì đây là Hu Tao vép, Hu Tao phản ứng. Ok. Trượng hồ ma. Mình nghĩ là các bạn đã tới mức này thì các bạn nên có một cây hồ ma trong người rồi. Còn nếu các bạn không có hộ ma, các bạn có thể tay ương của rồng, có thể thư thiên nhiêm cũng được, lùi về đó cũng được, không sao cả. Chỉ là càng đi xuống thì nó càng không mạnh thôi. Tất nhiên là các bạn nên có hộ ma. Và về chỉ số thì như các bạn thấy là chỉ số của mình 31.000 này là chưa vô team nhé. Để mình vô team cho các bạn xem. Nếu mà vô team á thì Hu Tao dưới này là trên 50% máu nha, là 35.000. 35.000 máu, 1.400 tắc. Là do có Homa ngừa rồi. Tỷ lệ sẽ là 70 trở lên. Ít nhất là tầm 70 trở lên đi. Tinh thông tầm 170-180. Thật ra là mình có hai nguồn búp tinh thông nữa. Tổng cộng là 200 tinh thông nên là 370. Ở đây sát thương nguyên tố hỏa, tạo dựng thành ly hỏa. Cố gắng các bạn đừng để giới hạn HP quá thấp nhé. HP cao lên một chút để cái thiên phú này nó có tác dụng một chút. Sẽ không vẫn được luôn. Trong trường hợp này sẽ không được vì lý do chúng ta không chơi dòng kích nữa, thì chúng ta không cần mất thể lực nữa. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa vì đã ủng hộ cho kênh của tụi mình. Mình và Hảo rất cảm ơn các bạn. Và nếu như các bạn thích video này, các bạn có thể nhấn like và nhấn subscribe cho kênh. Nhấn chuông đăng ký để nhận thông báo của những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.